của cô là có cảo xách xíu, cảo mì, cảo heo diên, cảo xương, 6-7 món cảo luôn con. Mà thường thường người ta đến đây người ta ăn là người ta ăn mì khô xách xíu với cảo khô nhiều nhất. Dạ, thì cảo chiên một phần như vậy là bao nhiêu con? Cô để 6 con chứ nhiều khi cô tặng người ta thêm con là 7 con. Cô tên Hằng, cô là chủ của quán 175. Cô bán được 18 năm, cô bán từ 3 giờ chiều cho tới 4 giờ sáng. Mình là làm thịt với cá thắt lát, xong rồi ở bên trong chính giữa có con tôm. Mình luộc nhiều lần, một ngày bình thường là cô bán 10kg da cảo, cảo khô, mì cảo khô, và cảo xíu. Mình bán tới đâu mình gói tới đó. Của mình xài là mì tươi, mì dắt con. Ăn vô là giống như là mình luộc cái kiểu là nó vừa tới này, nó giòn giòn con. Mình trụng mềm quá là nó không ngon. Cái đặc biệt của cái mì khô đó là cái gì? Xốp dầu hào. Mình tự làm con, mình tự nhà mình làm. Xá xíu cô tự làm luôn. Giống như là nó không ngọt, nó không mặn. Giống như là nó vừa người ta ăn. App nào cô cũng có con. Có khi gọi điện thoại của cô á, lên mạng có số điện thoại cô, người ta gọi nhiều lắm. Số điện thoại của cô là 035 81 88 395. Người ta lại người ta khen giống như là mì ở đây ngon, cảo cũng ngon con. Có khách nào ở xa không? Có con. Thủ Đức đồ. Có khi Cần Thơ người ta đến người ta mua người ta đem về nữa con.